Xin mời kính chào khán giả của người Việt TV và mời quý vị cùng theo dõi phần điểm tin trong ngày. Hôm nay là ngày Chủ nhật, ngày 12 tháng 6, năm 2022 và sau đây là phần tin chi tiết. Mở đầu phần tin tức ngày hôm nay liên quan đến phần tin là xe truck tông bị thương 9 người đi bộ gần trung tâm của Los Angeles. 9 người bị thương sau khi bị xe pickup truck tông trong khu Westlake gần trung tâm của Los Angeles vào sáng ngày thứ Bảy ngày 11 tháng 6, theo đài KTLA. Vụ tông xe này xảy ra vào lúc khoảng 9 giờ 10 phút sáng trong khu đường 600 đường sau Alvarado, sở cứu hỏa Los Angeles loan báo và tài xế chiếc Ford F-150 khai với cảnh sát rằng ông ta đang lái trên đường là Wilshire thì nhìn thấy có người đang chỉ súng vô ông ta. Tài xế này chưa biết ông ta lạng xe để tránh người đó và bị lạc tay lái, khiến xe lao lên lề đường khu Westlake và tông trúng nhiều người bán hàng rong và người đi bộ. Tổng cộng 9 người bị chiếc Ford này tông trúng gồm có hai đứa trẻ 8 tuổi và 6 người trong số đó được đưa đi bệnh viện gồm một người lớn bị thương nhưng tất cả dự trù sẽ sống sót ba người còn lại từ chối đi bệnh viện sau đó à, khi mà thẩm vấn cả tài xế lẫn nhân chứng tại hiện trường thì cảnh sát xác nhận là không ai mang vũ khí tại hiện trường lúc đó và cảnh sát cũng tuyên bố là không bằng chứng nào cho thấy tài xế này say rượu hay là ma túy liên quan đến phần tin khác thì hàng ngàn người đã biểu tình khắp miền nam California để phản đối vấn đề súng đạn tin đến từ Los Angeles Hàng ngàn người biểu tình khắp miền Nam California hôm thứ Bảy ngày 11 tháng 6 phản đối nạn bạo lực, theo nhật báo Orange County Register cho hay. Nhiều đám đông tập trung tại Ranch Park ở Los Angeles, Harvey Mill Park ở Long Beach và Main Beach ở Laguna Beach. Người biểu tình dơ cao những cái bản hiệu quanh khu thương xá là Gallery ở Tyler Riverside, phía trước của Pasadena City College và dọc cầu tàu của Manhattan Beach. Cô Sarah Haniman 16 tuổi, cư dân của tại Newport Beach Mùa thu này sẽ lên trung học. Cô cho biết việc đầu tiên mà cô sẽ làm khi đến trường là tìm lối thoát và nơi ẩn nấu an toàn nhất. Nhiều người biểu tình mặc áo xanh sáng hoặc là màu cam tươi. Có người thì giờ cao bản hiệu tự làm ghi tên 19 học sinh và hai giáo viên thiệt mạng trong vụ nổ súng tại trường tiểu học ở tại Texas. Có người yêu cầu các nhà cấp chức một số chính khách cụ thể hoặc lên án hiệp hội súng trường quốc gia. Có người nói đến nỗi lo sợ của chính gia đình của họ và người biểu tình cũng đi tuần hành nhiều tiếng đồng hồ bất chấp trời nắng gay gắt và xe hơi chạy ngang bóp còi bày tỏ sự ủng hộ. Những người tuần hành ở tại miền Nam California vào thứ Bảy là nhằm hưởng ứng cuộc biểu tình của phong trào tuần hành vì mạng sống của chúng ta diễn ra khắp nước Mỹ theo yêu cầu của Quốc hội nhằm ngăn chặn nạn bạo lực súng đạn thêm nữa. Liên quan đến phần tin khác, thì các doanh nghiệp nhỏ đối mặt với mùa hè kinh doanh bất định các doanh nghiệp nhỏ những nơi dựa vào lượng khách du lịch hoặc là không chắc liệu họ có được doanh thu ổn định vào mùa hè hay không hiện theo bản tin của AP hôm thứ sáu ngày 10 tháng 6 hiện tại người tiêu dùng có nhu cầu rất lớn sau 2 năm xảy ra đại dịch nhưng họ cũng đang phải đối mặt với một số những khó khăn về tài chính đáng kể vì đợt lạm phát cao nhất trong nhiều thập niên đó là chưa kể đại dịch covid 19 vẫn chưa hoàn toàn biến mất Hiệp hội lữ hành Hoa Kỳ dự trù số tiền trung bình chi cho du lịch ở Hoa Kỳ không bao gồm di chuyển về công việc làm ăn sẽ đạt đến 726 mỹ kim vào năm 2022, tăng 3% so với năm 2021 và cao hơn một chút so với mức trước đại dịch. Có vẻ như người Mỹ đang sẵn sàng để chi khoản tiền mà họ tiết kiệm được trong đại dịch tuy nhiên lạm phát có thể ảnh hưởng đến kế hoạch của họ và giá cả thì cao hơn làm cho cuộc sống ngày càng đắt đỏ khi đó thì nhiều người không thể tiêu tiền tùy ý nữa không chỉ vậy giá xăng giá phòng khách sạn và giá vé bay đều tăng gây áp lực lên ngân sách cho ngành du lịch có thể dùng ví dụ từ đợt cuối tuần lễ chiến sĩ Trận Vong để có cái nhìn rõ hơn về tình hình du lịch mùa hè. Theo cơ quan quản trị giao thông vận tải, thì trung bình mỗi ngày thì có 2.23 triệu người đi qua các trạm kiểm soát phi trường Hoa Kỳ trong thời gian nghỉ lễ thứ năm ngày 26 tháng 5 đến thứ hai ngày 30 tháng 5. Con số này cũng thấp hơn 9% so với cùng thời kỳ năm 2019, nhưng tăng 24% so với cùng năm ngoái. Liên quan đến phần tin khác, thì Nga đã cấp sổ thông hành cho cư dân của hai thành phố ở Ukraine mà bị Nga chiếm đóng. Chính quyền chiếm đóng Nga ở Ukraine đã loan báo bắt đầu cấp sổ thông hành Nga cho cư dân ở hai thành phố Kherson và Melitopol, theo BBC vào hôm thứ Bảy ngày 11 tháng 6. Ukraine lên án vụ cấp sổ thông hành Nga trên lãnh thổ Ukraine là nạn Nga hóa. Ông Putin, Tổng thống Nga cũng đang làm cấp rút như vậy. Thông tin xã TASS của Nga cho hay là 23 cư dân trong Kherson đầu tiên nhận sổ thông hành Nga trong buổi lễ vào hôm thứ Bảy. Và TASS cũng tuyên bố 2.000 cư dân nộp đơn làm sổ thông hành Nga, nhưng tuyên bố này không thể xác minh. Ông Volodymyr Sando, thống đốc của Nga cũng bổ nhiệm ở Kherson cho hay là toàn bộ đồng chí của chúng tôi ở Kherson đều muốn nhận sổ thông hành này và làm công dân của Nga càng sớm càng tốt và ukraine cũng lên án hành động này của nga là vi phạm trắng trợn sự toàn vẹn lãnh thổ của ukraine khẳng định sắc lệnh của putin là không có giá trị pháp lý Ông Putin đưa ra chính sách này sau khi Nga cấp sổ thông hành cho cư dân những vùng của Ukraine mà quân Nga chiếm được từ năm 2014 cho đến nay, Crimea và phần lớn vùng Donbass. Nga xác nhập Crimea và thành lập nhà nước Cộng hòa Nhân dân ở Donetsk và Luhansk. Hành động này bị quốc tế chỉ trích kịch liệt và Ukraine cũng đang lo ngại tình trạng tương tự đang diễn ra ở những nơi mà quân Nga chiếm được trong cuộc xâm lăng hiện nay. Một khi dân địa phương trở thành công dân của Nga, Moscow có thể tuyên bố họ sẽ phải bảo vệ công dân của họ. Tesla đã hủy 3 sự kiện tuyển dụng trực tuyến tại Trung Quốc trong tháng 6. Công ty Tesla hủy 3 sự kiện tuyển dụng trực tuyến tại Trung Quốc trong tháng này sau khi tổng thống um, sau khi mà tổng giám đốc Elon Musk tuyên bố cắt giảm nhân lực theo bản tin vào hôm thứ sáu ngày 10 tháng 6. Ông Musk cho rằng Tesla đang bị À, thường người tại một số khu vực nhưng không nêu cụ thể là nơi nào. Nhà máy Tesla tại Trung Quốc sản xuất hơn một nửa số xe mà hãng bán trên toàn cầu và doanh thu tại các quốc gia này chiếm 25% tổng doanh thu của công ty trong năm 2021. Phía Tesla hủy ba sự kiện tuyển dụng cho bộ phận bán hàng, nghiên cứu và phát triển và quản trị chuỗi cung ứng của công ty thông báo hủy sự kiện được gửi qua thư ứng dụng WeChat vào hôm thứ năm, không đưa ra bất cứ à, lý do nào. Công ty cũng lên kế hoạch tổ chức sự kiện tuyển dụng khác vào ngày 9 tháng 6 nhưng hiện chưa rõ liệu sự kiện này có được tổ chức hay không Và chi nhánh tại Trung Quốc của Tesla vẫn tiếp tục nhận đơn ứng tuyển hơn 1.000 vị trí như kỹ sư khí động lực, quản trị chuỗi cung ứng quản trị cửa hàng, giám sát nhà máy và công nhân nhà máy Trong một email được Reuters um, tiếp phát hiện vào tuần trước, thì ông Musk cho hay là ông có linh cảm rất xấu về nền kinh tế của Trung Quốc. Hôm thứ Sáu, thì vị tổng giám đốc gửi email thông báo đã giảm gần 1 phần 10 số nhân viên nhận lương cố định nhưng sẽ tăng nhân viên nhận lương theo giờ. Cảm ơn quý vị đã theo dõi phần tin trong ngày với Jimmy. Hẹn gặp lại trong phần tin kế tiếp.